Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục một cái đề kiểm tra của lớp 12, đúng chưa? Để cho các bạn ôn lại, ôn cái chương trình của lớp 12, những giờ trên lớp về lipid, không ạ? Hay các bạn gọi là chất chất béo, chất mập, được chưa? Chúng ta thấy thì ở đây gồm có một cái đề trắc nghiệm 10 câu, 15 phút, không ạ? Rồi, ok, đi vào chất béo. Ở đây thì câu 1 cho các phát biểu sau thì phát biểu đúng sai. Câu 1 thì các bạn thấy nó không có đáp án ABCD. Vậy lúc này thì chúng ta sẽ tìm cái đáp án. Mình tìm đáp án sao cho mà không phải là ABCD, mà chúng ta sẽ tích vào trong cái này, tức là từng cái mệnh đề ABCD nhỏ, đúng không? Mà sẽ tìm, các bạn sẽ tìm cái đáp án phù hợp. Chứ nó không phải là kiểu khoanh ABCD, trắc nghiệm đúng sai. Ủa, trắc nghiệm ABCD thì một ý đúng nữa, mà có thể là có nhiều ý đúng hoặc là nhiều ý sai, nhiều ý cùng đúng hoặc là nhiều ý cùng sai gì đó. Đây là cái form mới trong chương trình mới hiện nay dành cho các bé 12, được chưa? Rồi, ok. Rồi, trong cái câu đầu tiên của chúng ta thì các bạn thấy thì chúng ta tư duy thôi. Ví dụ như rồi, cho các phát biểu sau thì đúng sai. Axit béo là có mạch carbon không phân nhánh đơn chức và số carbon là số chẵn. Đúng không ạ? Điều này hoàn toàn chính xác. Đây là mệnh đề đúng mà. Đúng thì ghi chữ D nè, nó kêu đúng ghi chữ D và sai ghi chữ S. Câu B. Lipid là tên gọi chung của các loại hợp chất hữu cơ như chất béo sáp, stearic hay là phospholipid. Điều này đúng ạ. Đúng thì đâu có gì đâu chỉnh sửa. Đúng nói gì được nữa giờ. Dầu nhờn và mỡ bôi trơn có thành phần chính là lipid. Các bạn lưu ý này, dầu nhờn và mỡ bôi trơn á, thì hai này thường chủ yếu dùng trong công nghiệp, dùng trong máy móc thiết bị. Các bạn thấy, đã từng thấy người ta chét mỡ bò vào trong động cơ này nọ kia lúc mà các bạn đi sửa xe máy bao giờ chưa? Hay như các bạn 12 mà chạy lén xe máy, xe 50 nọ kia đấy, hoặc là xe đạp ấy, thì mấy chú sửa xe thường hay dùng mỡ bôi trơn để chét vào trong mấy cái khớp nối để tạo. Thứ nhì, mỡ bôi trơn thì thành phần chính chủ yếu của nó là gồm các xí thắt y, chứ nó không phải là các lipid. Nguyên tắc của tôi khi tìm nhận định đúng sai, những câu đúng sai thì đúng thì không cần ghi gì hết, ghi dưới D là ok, có thể cung cấp vài thông tin cho câu đúng. Còn khi câu đã sai rồi thì các bạn nhớ đến chéo, các bạn tìm một từ khóa hoặc là nhiều từ khóa, là cụm từ khóa cho nó bị sai, thì các bạn gạch chéo cái từ sai đó là ok, sửa lại cho đúng luôn. Thì thành phần chính là xí thắt y, là các carbon, hydrocarbon. Câu D. Phấn xà phòng hóa thuộc loại phấn thuần nghịch. Xà phòng hóa là phương trình phấn cộng với NaOH và tê độ. Thì do đó cái phương trình này không phải là thuận nghịch các bạn, mà đây là phương trình phấn hoàn toàn. Với hiệu suất thì gần ngưỡng 100% trong các bài tính toán ấy, là mũi tên một chiều, mũi tên tê độ. Chỉ có phương trình thủy phân trong môi trường axit thì mới là phương trình phấn không hoàn toàn. Nhớ giùm tôi nha, trong cái bài chất béo này các bạn nhớ giùm. Rồi câu E, giờ chúng ta mình có câu C sai và câu D sai nè. Câu E, chất béo rắn. Chất béo rắn thì chủ yếu có nguồn gốc động vật được gọi là mỡ, còn chất béo lỏng chỉ nguồn gốc từ thực vật thường gọi là dầu. Béo rắn thì là mỡ, đúng các bạn. Còn chất béo lỏng dầu thì hoàn toàn chính xác, thường nó hay gọi là như thế. Ví dụ người gọi dầu cá thì thấy nó trạng thái lỏng thì gọi dầu cá, còn mỡ thì các bạn đừng hay dùng từ, ví dụ bạn ăn mỡ heo á, tép mỡ, ăn cơm tấm mà có tép mỡ thì rất là ngon, đúng không? Tép mỡ là trạng thái rắn, hình thái của nó hình thái gắn. Rồi ok, hình thái gắn gọi là tép mỡ. Còn chất lỏng thì dầu, dù dầu ăn, dầu ăn là các chất béo lỏng, hình thái lỏng. Thường đây là câu văn nói của chúng ta, điều này cũng là đúng luôn. Vậy là A, B, E đúng, còn C với D thì nó bị sai. Rồi câu 2, đun nóng hợp gồm glycerol với băng tích axit và đến axit thì số loại chia ester trong phân tử chứa cả hai gốc axit béo nói trên, chứa cả hai gốc axit béo nói trên. Ở đây chúng ta đặt đi các bạn, tôi chỉ các bạn làm câu này cho nó đơn giản này. Thằng này với thằng này á, thằng đầu tiên benzoic axit các bạn đặt là A đi, oleic axit các bạn đặt là B. Các bạn nhớ giùm tôi này, cái form của chất béo bao giờ cũng vậy hết, nó được tạo thành bởi ba gốc. Tại vì công thức chuẩn của thằng chất béo á sẽ là RCOO tất cả ba lần C3H5, tất cả ba lần C3H5, tức là tương ứng ấy, chúng ta phải hiểu là nó sẽ có, nó sẽ có cái gì, đó là ba gốc EG. Nguyên tắc là nó sẽ có ba gốc EG thì chúng ta sẽ hiểu là ba gốc EG.
Vậy lúc này khi mà chúng ta hình thành nên cái công thức của một chất béo nào đó mà chứa cả hai gốc axit béo gồm pancreatic và olic ấy, thì lúc này gọi AB rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ có là AB. Các bạn bắt đầu sáu thứ tự nó đem bằng B vô giữa thì chúng ta có ABA. Thấy chưa? Vậy tôi hỏi các bạn này, giả sử như thằng B mang vô đây, thì lúc này thằng công thức thứ ba được không? Câu trả lời sẽ là không. Tại sao? Tại vì thằng này nó sẽ trùng với công thức trên này. Ba gốc axit béo có đủ quyền giống hay khác nhau? Giống khác nhau được, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy là BAA nó sẽ giống y hệt thằng AAB. Do đó về mặt nguyên tắc thì chúng ta không có vẽ công thức này nữa. Vậy tới đây thì những bạn có tư duy có thể suy ra được rồi, đúng không? Công thức tiếp theo là BBA, và công thức tiếp theo là đẩy A vô giữa BAB. Thì chúng ta có tổng cộng là 4 công thức, đáp án là 4 công thức. Rồi vậy thôi. Ok ha. Rồi tiếp tục. Rồi, lauric, triglyceric hay là triglycerin gì đó, công thức là C11 cắt 23 COO 3 lần với 3 năm, là chất béo có trong dầu dừa. Thì thường các bạn thấy trong dầu dừa thì có chất béo là thằng này, thì nhớ một lý là đây đúng với lauric triglyceric đúng không? Thì tên này ít tan trong nước, đúng hay sai? Thì nguyên tắc về độ tan thì chất béo nó không tan luôn chứ, mắc như quái vậy. Chất béo nó không tan trong nước chứ không phải là ít tan. Tại vì chất béo là dùng cái thằng nó là một cái chất không phân cực. Còn nước là một chất phân cực, thì nguyên tắc là phân cực sẽ hòa tan được thằng phân cực. Còn thằng không phân cực nó sẽ không tan trong thằng phân cực đâu. Đấy, do đó hầu như nó cùng loại thì nó mới hòa tan vào nhau được. Và cái thứ hai nó cùng mặt, về mặt nó kích thước kích cỡ tương đối giống nhau. Còn chất béo nó bự chành bành như vậy, nó to lắm các bạn. Nguyên mờ lớn con này các bạn bấm thử đi, mờ lớn con này cũng mấy trăm. Nghĩa là một thằng mờ lớn mấy trăm là rõ ràng chúng ta thấy là cái độ tan của nó rất là kém. Tên này nó không tan luôn chứ không phải tan. Tính chất vật lý nào đúng nha. Rồi. Tên này ở trạng thái lỏng đúng hay sai? Thì về mặt nguyên tắc ấy thì các bạn sẽ tính dựa trên gốc của hydrocarbon, gốc hydrocarbon. Nếu như mà hydrocarbon nó thường nó ở thể tức là thể lỏng ấy, thì lúc này cái gốc của nó tức là gốc C11H23. Nếu như thể lỏng thì C11H23 là gốc không no. Mà không biết no không no thì các bạn ướm công thức thử xem là C11H23 này, ướm công thức thử xem là có thỏa công thức CN2N gì không. C1H23 khi chúng ta nhẩm ấy, thì cái form nó sẽ là, rõ ràng nếu như chúng ta có tư duy toán học ấy, thì nó sẽ là CN2N cộng 1 với N bằng bao nhiêu ạ? À? Là với N chính là bằng 11. 11 nhân 2 là 22, 22 cộng 1 là 23, đúng không ạ? Vậy thì cái này á, là gốc no. Vậy nguyên tắc thằng này là gốc no. Mà gốc no thì không trạng thái lỏng nữa các bạn, mà là trạng thái gắn. Các bạn nhớ giùm tôi điều này ha. Tức là tên này á, là một thằng ở trạng thái gắn, nó không phải là ở trong trạng thái lỏng. Rồi ok ha. Do đó cái nhận định B này nó cũng bị gì ạ? Là bị sai. B là sai nên A là sai. Rồi nhẹ hơn nước. Nhẹ nước là đúng không ạ? Cái form chung của chất béo thì gần như thằng nào chất béo nào cũng nhẹ hơn nước cả. Đó là nguyên tắc này. Anh chất béo thì anh sẽ nhẹ hơn nước. Rồi có mùi thơm. Thì thằng này nó ở thể gắn, nó không bay hơi được. Thì do đó tên này hầu như nó cũng không có mùi. Rồi chúng ta bảo là tên này nó không bay hơi, khó bay hơi và nó không có mùi, thì nó sẽ ok hơn chứ không phải là có mùi thơm. Còn nguyên tắc cái chất lỏng chất rắn các bạn hiểu không? Tức là cái tên thuộc về chất béo, dù mỡ heo, mỡ bò các bạn ngửi nó cũng đâu có mùi đâu. Còn tép mỡ nó không có mùi. Đúng không? Mùi dầu chiên đi chiên lại thì chắc là có mùi ha. Còn cái dầu chuẩn thì gần như sẽ không có mùi. Mỡ chai dầu ăn ở nhà ra thử rồi, có mùi không? Có bay hơi đâu, có mùi. Dầu ăn nó không bị bay hơi. Đun nóng một khối lượng chất béo với dung dịch cao H đến khi chất béo tan hoàn toàn thì khối lượng cao H người ta gọi là số miligam đấy, cần dùng để phân với 1 gram chất béo. Đây là chuẩn các bạn. Các bạn biết đó, người ta gọi chỉ số này chính là chỉ số xà phòng hóa. Phần này nó hơi nâng cao tí xíu. Thì chỉ số xà phòng hóa tức là cộng với cao H, và người ta đo cái khối lượng miligam của thằng này trong khi mà tương tác với 1 gram chất béo. Rồi ok. Bạn nào muốn làm rõ hơn thì có thể bình luận bên dưới. Có thông tin gì trong phần nội dung thi cử tôi sẽ cung cấp cho chúng ta. Rồi ok, phần này nó hơi nâng cao trong chương trình. Rồi đây gọi là chỉ số xà phòng hóa, tự tìm hiểu thêm ha. Rồi, để chuyển một số loại dầu thực vật thành bơ nhân tạo ở trạng thái rắn thì người ta thực hiện điều gì? Dầu á, để biến thành dầu các bạn lưu ý giùm tôi này. Dầu thực vật thì các bạn ghi một cái dòng á, là chất lỏng. Còn bơ nhân tạo á, thì là chất rắn.
mà nguyên tắc để chuyển từ béo lỏng sang béo gắn á, chất béo lỏng sang chất béo gắn á, thì các bạn sẽ cộng với hydrogen. Các bạn biến từ gốc không no thành gốc no. Lỏng thì liên quan tới gốc không no. Còn bơ nhân tạo gắn thì liên quan tới gốc no. Nguyên tắc của một gốc no. Nguyên tắc của một gốc no thì nó là CN2N+1 như nãy tôi đã chia sẻ rồi. Đây, CN2N+1 đây là một gốc no. Bạn thấy không? Đây là một gốc no. Thì gốc no thường cái form chuẩn là CN2N+1 trong chương trình của chúng ta. Rồi, vậy lúc này chúng ta thấy là khi hydro hóa NaI tại độ thì lúc này các bạn sẽ có một số cái tư duy quan trọng sau đây. Đưa chúng ta một cái ví dụ đi cho chúng ta dễ hiểu ha. Dầu thực vật ở trạng thái lỏng mà trong chương trình mình học đó, có bốn hàng cực kỳ quan trọng luôn, đó là hàng tôi ghi bằng các chữ cái đầu: ban, lino, ole và stear. Rồi, ok ha. Tương ứng lần lượt nó sẽ có các C15, C17, C17 và C17. Chỉ cách chúng ta nhớ một hàng đầu tiên 15, ba hàng tiếp theo là 17. Rồi tiếp tục, H đầu tiên là 31, H tiếp theo thì số H lúc này á, thằng này ngay đây nó sẽ là 31 luôn. H này sẽ tăng dần lên 33, H này 35. Ủa thầy ơi, giờ sao nhớ bây giờ? Làm sao nhớ bốn axit béo? Đuối trong chương trình chúng ta có bốn axit béo này thôi. Có một số thằng nó kêu tên gọi khác thì nó sẽ dẫn cái công thức vào. Còn khi nói tên này, ví dụ là benzoic acid, linoleic acid, oleic acid, stearic acid thì nó đã nói như vậy rồi, để bắt buộc các bạn phải thuộc công thức của nó. Không thuộc công thức thì các bạn đi về nơi xa. Chỉ đơn giản như vậy thôi, phải thuộc bốn thằng này. Vậy làm sao để thuộc nó? Thì tôi chỉ cách để chúng ta thuộc. Tôi sẽ ghi những cái chữ cái đầu tiên. Ban ấy thì các bạn để ý này, nó có cái bức xanh đi. Ban nó có ba chữ cái là BAL, lino các bạn xét chữ LI thôi là nó hai chữ cái, ole các bạn xét chữ O thôi là một chữ cái, còn stear là chữ S, là thường chữ S đó các bạn trong tiếng Anh các bạn gọi là âm câm đúng không? Tại vì bạn chỉ các bạn chỉ xì thôi, chúng ta chỉ xì thôi chứ chúng ta không có phát âm thành một cái chữ S mà chúng ta đúng chưa, là không chữ cái, mình đảm hiểu là không chữ cái. Vậy lúc này sẽ có ban là ba chữ cái này, ly là hai chữ cái, O là một chữ cái và là không có chữ cái nào hết. 3, 2, 1, 0. Tương ứng lần lượt là 15, 17, 17, 17C. Và số H là 31, 31, 33, 35. Đấy, các bạn nhớ đúng thứ tự như vậy là ok. Rồi ha. Rồi như vậy là xong. Và lúc này á, để khóa được cái này, để biết thằng nào no hay không no thì rất là đơn giản luôn. Rồi các bạn chặn hai thằng đầu tiên là no dùm tôi. Hai thằng đầu tiên là chắc chắn no. Rồi thằng ở giữa, hai thằng ở giữa ly và ô là sẽ không no. Đó, thằng đầu tiên và thằng cuối cùng, chặn hai đầu đó, đầu trên và cận cuối cùng, đầu trên cùng và cận cuối cùng là no, còn hai thằng ở giữa là không no. Rồi vậy thôi, rất là basic. Rồi xong nha, tiếp tục điểm này hydro hóa. Để hydro hóa thì nguyên tắc cộng vô những thằng không no. Giờ tôi ví dụ một cái phương trình, tức là thằng nào không no đây, đây với thằng ole nè. Đây chính là thằng, xin lỗi này ghi lộn này. Đây chính là thằng ole này. Đây các bạn thấy thằng ole không? Ole này. Và nó sẽ biến thành thằng no là stear. Thì dưới phương trình này thôi. 17, 33 thì cái form đã có sẵn rồi. C17 H33 COO tất cả 3 lần. C7, H33 COO tất cả 3 lần. C3H5 cộng với H2 biến thành cái gì? Đó là biến thành thằng C7H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Rồi chúng ta cân bằng đây là 3H2 vô. Rồi xong. Ok ha. Đó là thấy con số không? Từ 33 này thấy không? Biến thành 35. Nè 33 này chưa? Biến thành 35. Thấy không? Đây. Chưa? Rồi ok. Tí xíu nữa mấy công thức này chắc mình sẽ quay về mình coi đó. Công thức này thôi tôi nghĩ đây thôi, xíu mình quay về mình coi. Khỏi mất công viết lại. Giờ thường các bạn có tờ nháp á, vừa mới nhận tờ nháp đó, chúng ta kiểm tra cái phần chất béo thì mình ghi bốn thằng này theo cách tôi đang chỉ này. Các bạn chỉ tốn khoảng chừng 30 giây một phút, nhưng mà tôi đảm bảo cam đoan là cái phần chất béo mình sẽ ổn hơn. Rồi ok ha. Đã xong rồi. Còn gì nữa không? Hydro hóa là cộng H2. Rồi xong. Câu 6 cho các phản ứng gọi ABCD. Mình có các phản ứng Y là chất nào, người ta hỏi gì đó, cái phương trình rất là dài.
Thì ở đây chúng ta thấy là rồi sẵn này, hồi xíu mình sẽ ứng dụng đây này. 17 31, 17 33, 17 35, 17 31 theo thứ tự là đây, cái góc này tôi đã ghi rồi nè, ly. Thằng này chính là thằng ly. 17 là ly. Rồi 17 33 ole. Này chính là thằng ole. Rồi tiếp tục steer đúng không? Thằng cuối cùng 17 35 chính là utter. Steer. Đấy. Theo đúng thứ tự đã có. Rồi ý là chất nào trong các chất dưới đây khi mà thực hiện phương trình thủy phân ấy, mà trong nước các bạn thấy rõ là trong H2O thì nó sẽ tạo ra chất béo thủy phân trong môi trường acid, tức là cộng với nước. Đấy, cộng nước trực tiếp thì lúc này sẽ cho ra được sản phẩm là các acid béo và đồng thời tạo ra sản phẩm là glycerol. Đúng không ạ? Thế đây là các bạn thấy là nó có hai phương trình là X cộng H2 và Y cộng H2. Cả hai phương trình đều cộng H2 cả. Mà đặc biệt đó, nó có một cái điểm kết nối ở chỗ này rất là quan trọng, cái khóa quan trọng chỗ này là Y chuyển thành Y, rồi sau đó Y qua đây và Y lúc này chuyển tiếp tục thành Z, tức là Y đi Z đi liên tục với nhau. Vậy lúc này chúng ta để ý rồi, số Higo bắt đầu tăng dần lên. Các bạn thấy là Y chuyển qua Y, Y chuyển qua Z, vậy là Y đi Z Higo tăng dần từ 31 lên 33 lên 35. Đúng không? Vậy là Higo chỗ này sẽ là 31 nè. Higo chỗ này sẽ là 33 nè. Cộng tiếp H2 là thằng Higo chỗ này là Z sẽ là 35. Vậy mình nó đang xét hai giai đoạn của phương trình phương mà số C của chúng là giống nhau. Các bạn lý là khi cộng Higo vô, cộng hai hydrogen vô thì lúc này số Higo của chúng sẽ tăng lên nhưng mà số C của chúng sẽ giữ nguyên. Vậy là X gồm có 31H, Y gồm có 33H, còn thằng Z thì có 35H. Đấy, thằng này 33 này chưa. Đó, vậy là xong, đây là ra chân rồi. Đó, Y là chất nào? Y chắc chắn sẽ là con số. Con số gì đây? Số gì đây? Chứ là con số 33. Đây, Y là con số 33. À, rất là hay. Rồi, ok ha. Các bạn có thể xem tua lại video. Rồi, xíu video này có được các bạn tua lại video, thì video này nó còn giữ trên đó, thì trên YouTube luôn, các bạn có thể xem lại. Câu này rất là hay. Mình suy luận thôi, chứ giờ xúc tác Linda này chính là hồi trước các bạn hỏi lúc mà tôi dạy trong các nhóm học tập của mình. Xúc tác Linda thì các bạn thường hay gọi là đây chính là BD-CPBCO3 ha. BD-CPBCO3 và đầy đủ và kèm theo một số thứ khác nữa. Nhưng mà trong chương trình cũ thì là cái này các bạn ghi cái này ra cho dễ nhớ. Còn không thì Linda cũng có điểm. Tại vì là chương trình thống nhất của bộ trong chương trình mới là giáo dục 2018 mà. Rồi, chỉ gồm các chất nào sau đây đều là ester. Giờ chúng ta loại trừ thôi. Chiolin là chất béo, nguyên tắc chất béo là một chi ester thì do đó chiolin vẫn được xem là một ester. Rồi chiolin đúng, sodium đây, sodium acetate. Sodium là có Na gắn vô, công thức của thằng này là CH3COONa thì làm gì còn đúng nữa, đúng chưa? Nếu mà CONa thì không phải là một thằng kia. Lưu ý nè các bạn, trong lipid á, thì nó có chất béo, thì chất béo là ester, nhưng mà lipid không phải là một ester. Các bạn lưu ý giùm tôi điều này, lipid gồm nhiều lắm các bạn, gồm phospholipid, gồm steric đây. Trong câu 1 mình có dẫn rất là hay, câu 1 ghi nè. Đây. Lipid là tên gọi chung của các loại hợp chất hữu cơ như chất béo, sáp, steroid, phospholipid. Các bạn thấy chữ phosphor. Phosphor mà gắn vô kiểu này thì đâu gọi là ester nữa. Thì ester đâu có phosphor. Tức là lipid là một cái gì đó rất là chung chung. Lipid thì có chất béo, mà chất béo thì là ester. Hiểu chưa? Nhưng mà thằng lipid ấy thì không có nghĩa cứ nói lipid là cứ nói về ester. Nhưng mà kiểu lipid là một tập hợp mẹ. Còn chất béo là một ester, nó là một cái tập hợp con. Đấy, giờ mình bảo lipid là ester thì là sai. Rồi, lipid là cũng sai ha. Câu B, glycerin đúng, methyl formate đúng, ethyl acrylate. Nó đổi từ master đúng không? Rồi, đáp án B này hoàn toàn đúng không? Không thấy nào loại hết. Thôi tôi ghi công thức cho chúng ta dễ ha. Chiolin. Chiolin thì các bạn đã biết rồi. Thì nãy chúng ta đã vẽ hàng này chính là cái khóa quan trọng nhất là banlio đúng không? Vậy là 17H33 đây trong cái phần này. O này, 17H33 thấy chưa? Rồi 17 33, vậy là C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Đấy là ole. Rồi chi styrene, chi ớt thằng cuối cùng C17H35 y chang như vậy, mình chỉnh lấy 35 thôi. Methyl formate HCOO CH3 HCOO
HCO là gốc mẹ gốc này này, CH3 ethyl acrylate thì là acrylate là gốc acrylate các bạn sẽ có là C nối đôi C và COO, đúng chưa? Rồi này là CH2, này là CH, COO, C2H5. À, ethyl là CH5, acrylate là CH2 nối đôi CH, COO. Nói chung OB đúng rồi. Vinyl, vinyl acetate. Vinyl là CH3, acetate là CH3, COO, gốc vinyl thì là C đôi C thôi. Này CH2, này CH. Ok. Ammonium acetate. Nhìn thấy ammonium là biết rồi, thảy vô đây là NH4. Acetate là CH3, COO. Ammonium là NH4. Rồi, CH3, COO, NH4. Giờ sẽ bé. Này có chất béo đâu, chất béo làm gì, có nitrogen, có nitơ ở đây. Gibanmitin thì các bạn biết rồi. Ba anh hàng đầu tiên, 15-31. Nhớ dùng thuộc lòng dùng. Phenyl acrylate. Acrylate thì đây chỉ gốc này, acrylate chính là gốc này này, chính là đây nè, đây chính là gốc acrylate này. Nó là gốc acrylate đó. Rồi phenyl thì C6H5 thôi, à, cứ giống mà. C6H5 rồi CH2 nữa. CH2 nó đôi CHCO C6H5. Xà phòng. Xà phòng thì không phải là chất béo, lưu ý là thủy phân chất béo trong môi trường kiềm tạo ra xà phòng. Chứ xà phòng không phải là chất béo. Xà phòng chính là xà bông cục. Ủa, chị mới lấy xà bông cục mình tắm. Là mình đang lấy chất béo mình tắm. Chứ là mình đang lấy dầu ăn mình tắm mà. Rõ ràng không phải, đúng chưa? Thì rõ ràng xà phòng không phải là chất béo. Xà phòng không phải là ester. Xà phòng chỉ là một cái sản phẩm trong quá trình phân ester hóa trong môi trường kiềm thôi. Nhớ giùm tôi. Ethyl benzoate. Ethyl benzoate. Gốc benzoate thì nó sẽ hơi khó xíu. C6H5 COO là gốc benzoate. Benzoate. Ethyl là CH5. Rồi vậy thôi. Rồi. Hình như các bạn vẽ vòng benzen thì cũng đẹp thôi. Đây, gắn gùi vẽ chúng ta xem. Đó, COO CH5. Này, cái này vớ đẹp. Mà chữ tôi thì lại siêu đẹp. Rồi tiếp câu 8. Khối lượng hydrogen cần để hydro hóa 8,84 gam glycerin triolease hay là C3H5. À, đây là cách gọi khác của một thằng chất béo tên là triolein nha các bạn. Thì người ta gọi là glycerin triolease, glycerol triolease. Đấy, chung tùy cho mình đọc mình tư duy dùng xíu. Rồi C3H5 OCO C17H33 ba lần. Lưu ý là công thức này các bạn có thể viết từ phải qua trái. Tại vì đề nó cho từ trái qua phải thì giờ viết từ phải qua trái mình ghi ngược công thức lại. Tức là mình ghi như vậy này thì chỉ cho dễ lắm. Thì các bạn ghi là C17H33. Tôi đang ghi ngược từ đây qua đây nè, thấy không? Từ bên phải qua C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Rồi, thì cái này tôi cộng với hydrogen đúng không? Khối lượng hydrogen cần để hydro hóa thì cộng với hydro thôi. Cộng với H2. Đúng chưa? Đúng tên. Thì biến thành C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Rồi cân bằng nha. Cân bằng thì nhớ mấy cái cân bằng này nó hơi khó xíu thì chắc thuộc giùm luôn đi 3H2 thì đếm thử đi để thấy 3H2. Tại vì mặt tư duy ở C7H33 sẽ có một nối đôi. Mà ở đây tới 3 gốc C17H33. Vậy lúc này là 3 nối đôi. Một nguyên tắc thì N nối đôi thì sẽ có NH2 cộng vô, 3 nối đôi thì có 3H2. Thì mặt tư duy nó hơi tư duy chút xíu. Rồi khối lượng hydrogen cần để hydro hóa hoàn toàn 8,84 g glycerin triolease. Tính mol thôi. Cứ thế mà tính mol. 8,84, rồi bấm phân số à, 8,84 các bạn chia cho chỗ này là triolease là C17H33. Đúng rồi, đó. Rồi C17H33 vậy là C17H33 đúng không? Thì này chúng ta sẽ lấy là 12 à, mở ngoặc trước cái đã, mở ngoặc. Các bạn thấy ban đầu nó có mở ngoặc không? Đây nè, ban đầu nó có mở cái ngoặc này chưa? Thì chúng ta mở cái ngoặc lên giùm cái. Bấm mà lớn này hơi cực xíu. C17 12 nhân 17 cộng cho 1 mà 33 đúng không? Cộng cho 44. Nguyên cục COO là 44, ống ngoặc lại nhân 3 cộng cho C3H5 12 nhân 3 cộng 5. 0,01. Thấy pin gì số mol ra đẹp quá. Này bạn ra 0,01. Rồi đề hỏi là khối lượng hydrogen cần. Rồi chuyển vào đây thôi nhân chép chị nghe. Cái này ra 0,0.
0,3. Rồi khi con ăn với 0,3 rồi là biết rồi, 0,03 mà nhân cho 2 khối lượng 0,06 gram. Rồi 0,03 nhân 2 chuyển thành khối lượng là 0,06 gram. Rồi rất là đơn giản. Thủy phân hoàn toàn 30 gram. Rồi, ở đây có khung trả lời. Đây là xu hướng, người ta gọi là xu hướng trả lời ngắn ấy. Các bạn tính toán bình thường thôi, các bạn kia. 30 gram một loại chất béo cần vừa đủ 36 gram nào ha. Từ 1 tấn chất béo trên đem nấu với nào ha thì lượng muối sodium thu được để làm xà phòng. Ok, chắc tôi nháp ở trên này tôi nháp xuống luôn nha, nó có lỗ trống thì cứ nháp lại. Rồi vừa đủ 36 gram nào ha, từ 1 tấn chất béo trên đem nấu với nào ha thì lượng muối sodium thu được để làm xà phòng là bao nhiêu? Thì có cái tư duy quan trọng chỗ này. Đó là chúng ta sẽ viết phương trình ra thử xem để xem mọi thứ như thế nào ha. Chất béo. Chất béo thì thằng chất béo này các bạn nhớ giùm tôi luôn. Tôi ghi nhanh thôi nha. Đó là chất béo. À quên, đi trên này đi để có chỗ. Chất béo khi mà là CB nha, chất béo khi mà cộng với thủy phân trong môi trường NaOH đem nấu với NaOH này con, thì này chất béo cộng với NaOH. Chất béo khi cộng trực tiếp với NaOH thì các bạn thấy là nó sẽ cho ra thành phẩm là gì ạ? Đó là muối. Muối này là muối của Na, hiển nhiên rồi. Và các bạn cộng với glycerol, đúng không? Các bạn sẽ cộng tương tác với glycerol. Glycerol thì ghi công thức luôn đi, để hỏi xíu mình bấm là C3H5OH tất cả 3 lần. Đấy. Rồi, khi chúng ta thấy thì ở đây thì chúng ta phải có cái hệ số cân bằng của NaOH là 3. Nguyên tắc này là 3 NaOH. Muối Na là chính là chứa số 3, thì chính xác muối Na cũng là số 3 luôn. Rồi, ok. Rồi, chất béo ở đây thì tôi sẽ gáp vào đây các con số về mặt khối lượng luôn để tôi chuyển. Các bạn có là số mol của NaOH trước. Số mol NaOH thì là 3,6 gram đúng không? Thì các bạn quy đổi ra mol NaOH giùm. Trắc nghiệm 12 ơi, vậy đó là mình ghi nó nhanh giùm. Mà lớn NaOH là 40, một lòng rồi. 0,09 mol. 0,09 mol NaOH ghi trên đầu cái khối lượng số mol hàng nào đó bất kỳ và không ghi chú gì hết thì đó chính là mol. Thì số mol NaOH này là 0,09 nút vô luôn. Còn em chính chuyển glycerol nè các bạn thấy không? Thì em chính nhân 1 chia 3. Thấy số 3 không? Thì quay về chia 3 chứ chia ngang bị cụ bắp mà. Đây này là 0,03. Rồi 0,03 mol. Vậy suy ra đi về mặt khối lượng. Suy ra tôi có một cái dòng như vậy. Đó là tôi sẽ bảo toàn khối lượng. Tôi hay ghi tắt các bạn, BT là viết tắt của từ bảo toàn. Em mà nhỏ thì nguyên tắc trong hóa học của mình gần như nhớ luôn chính là gì? Chính là khối lượng. Ký hiệu viết tắt của khối lượng. Rồi ok. Rồi vì lúc này chúng ta có là bảo toàn khối lượng đúng không? Thì mình có là gì? Khối lượng chất béo đề cho là 30 gram này, thấy chưa? Vậy là 30 cộng cho khối lượng của NaOH 0,09 nhân 40. Mũi tên chính là dấu bằng các bạn, thấy không? Mũi tên chính là dấu bằng. Dấu bằng các bạn mang xuống thôi. Mũi tên chính là dấu bằng. Bằng khối lượng của muối Na. Muối Na thì tôi không biết, tôi đặt là ít đi, biết gì hết, đặt là ít. Và cộng cho 0,03. Nếu như bạn nào mà có làm nhiều á thì mà lớn của glycerol 0,03, mà lớn của glycerol chính là bằng 92. Trong chuyện mà chúng ta bấm máy tính nhiều á, 12 nhân 3, không thôi các bạn có thể bấm máy tính bên ngoài. 12 nhân 3 cộng 5, rồi cộng cho mở ngoặc 16 cộng 1, đóng ngoặc lại nhân 3 là bằng 92. Rồi, này ship son lấy máy tính bấm ra thì chúng ta ra được giá trị của ít. Rất là đơn giản. Vậy là 30 cộng cho 0,09 đúng không ạ? Nhân 40 alpha bằng ít cộng cho 0,03 nhân 92. 30,84 chính là giá trị của ít. Vậy là cục này là bằng 30,84. Ít bằng 30,84. Rồi ok. Rồi, nó bảo là tứ 1 tấn chất béo trên đem nấu với NaOH thì lượng muối sodium thu được làm xà phòng là bao nhiêu gram. Đúng không? 1 tấn chất béo thì cái lượng xà phòng được bao nhiêu gram. À cái này nó thiếu cái đơn vị đó các bạn ơi. Chắc chừa 4 khung như vậy á, chắc mình tính bình thường. Cái này nó không ghi đơn vị gì hết thì chúng ta rất là khó để biết được
đúng mà, thì đơn vị là gam hay là ký, nhưng mà thôi tính tính bình thường thôi, cứ 1 tấn hả, mình cứ tính toán dựa trên tấn luôn, tại vì đề đang ghi tấn thì mình cứ tính dựa trên tấn à, tùy chúng ta thôi. Mình đề này nó ghi thiếu đơn vị rồi, rồi thôi kệ đó, mình cứ làm nha. Ở đây thì các bạn thấy dễ lắm, giờ cứ ghi giùm tôi dòng này, đó là cứ 30 gram chất béo đúng chưa, thì lúc này nó sẽ tạo ra cứ 30 gram chất béo thì tạo ra 30,84 gram muối, muối béo là muối của Na này, muối sodium này không đề nó ghi này, thấy chưa, rồi muối của Na 30,84 gram. Vậy lúc này cứ 1 tấn chất béo à, rất là hay, 1 tấn chất béo thì lúc này tạo ra bao nhiêu nhân chất chuyên ngang quá củ chuối này, các con thấy đúng không, 1 nhân 30,84 chia cho 1 nhân 30,84 chia 30, 1 nhân 30,84 chia 30, giờ lấy 30, 1 nhân 30,84 là 30,84 rồi đúng chưa, 30,84 chia cho 30, 1,028, 1,028 tấn. Rồi xong, đáp án là 1,028 tấn. Rồi ha. Nếu như giả sử đề nha, lưu ý nha các bạn, nếu như đề nó hỏi là cái khung này á, rồi vậy là các bạn điền đáp án vào đúng chưa? Nếu như đề nó hỏi cái khung này là tấn thì các con sẽ điền như thế nào? Thì chắc là chắc chắn nguyên tắc thì chúng ta sẽ làm tròn, và chúng ta ghi từ trái qua thôi. Thì nguyên tắc bạn làm tròn 1,028 tấn thì nó sẽ gần bằng bao nhiêu ạ? À? Đó là 1,03 tấn. Tại sao vậy? Tại vì các bạn điền có dấu phẩy trong này nữa. Rồi các bạn sẽ điền vô 1,03. Chứ mà chúng ta điền 1,028 luôn á thì nó sẽ bị dư mất con số 8. Tại vì cái khung nguyên tắc thì trong trong làm trắc nghiệm xu hướng hiện nay thì gần như là chỉ có 4 cái ô vuông thôi. Được chưa? 1,028 tấn. Thì bạn điền đúng 1,028 tấn là 1,0203 tấn. Rồi xong. Rồi hai đơn vị là tấn. 1,03 tấn. Câu 10, khi thủy phân 265 phẩy 2 gam chất béo bởi một carbonic acid trong môi trường tiệm. À, chất béo này tạo bởi một carbonic acid nha, trong môi trường kiềm. À, trong môi trường kiềm tức là vẫn cộng với NaOH gì đó. Muối potassium là cộng với cao H ly xì. Này mà bạn nào là không cẩn thận đi về nơi xa liền. Công thức của chất béo là. Rồi ok. Dạ chất béo thì tương tự luôn là giờ tôi sẽ ghi bình thường công thức ra cho chúng ta. RCOO tất cả 3 lần C3H5 cộng với cao H. Thu được sản phẩm là các bạn sẽ có là RCOOK cộng cho lithium C3H5OH tất cả 3 cân bằng ha. 3 cao H, 3 muối. Rồi xong. 3 cao H và 3 RCOK. Rồi, sau đó chúng ta tiến hành cân bằng thôi. Ở sau đó chúng ta tiến hành đúc số liệu vào thôi. Có nhiều cách để làm câu này và tôi sẽ trình bày cho các bạn một cách khá là hay, bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng trong cái định luật mà rất là hay dùng. Ví dụ đề cho khối lượng nhiều quá mà các bạn có ý một điều á là muối potassium ở đây á, lưu ý nha, muối potassium không phải là muối K của NaOH mà muối potassium chính là tôi nhấn mạnh chính là thành phẩm là K đấy. Tức là các con hiểu không? 200 tôi số liệu đây, 265,2 gam chất béo. Còn khúc RCOK là 288 gam. Thì hai cái này á, là hai con số mà các bạn không quy đổi bằng mol được. Chúng ta có để ý không? 265,2 gram chất béo thì nó bị dướng cái thằng R. Nó bị dướng cái phơm R. Còn 288 gram muối á, thì nó cũng bị dướng R luôn. Do đó các bạn chia thì các bạn sẽ thấy còn dướng R, đâu biết R là nhiêu đâu, R là cái gì đâu biết. R chỉ biết là gốc của mấy thằng ban Leo với Steer thôi. Chúng ta không biết được thằng R là gì, đó không đổi qua mol được. Đó bạn để nguyên khối lượng đi. Giờ chúng ta sẽ làm như vậy nè. Chúng ta có để ý là cái hệ số cân bằng của thằng Lycaon á là hệ số 1 đúng không? Và hệ số cân bằng của cái ông cao H tôi bôi cái này cái đó bôi này cái đó, chúng ta lấy hệ số cân bằng của cao H
và hệ số cân bằng của lysergol là tỷ lệ của chúng là 3:1 đúng không? Vậy lúc này về mặt tư duy trắc nghiệm ấy, nếu như mà chúng ta đặt số mol của thằng lysergol là ít mol, đúng chưa? Thì các bạn sẽ có chỗ này là 3x. Tại vì ít nhân 3 chia 1 thì đó chính là 3x, được không? Sau đó chúng ta chuyển nó về khối lượng, rồi chúng ta bỏ toàn khối lượng, chúng ta sẽ ship son thì mới được ít. Đây là câu khó, câu cuối cùng tất nhiên phải khó, và câu cuối cùng không phải lúc nào mình cũng ghi đàng hoàng bài bản ra. Câu cuối cùng tự luận thì chỉ có khoảng 0,5 một điểm thôi. Thì do đó chúng ta phải như nào ạ? Chúng ta phải tư duy thật là nhanh. Còn bạn nào mà tư duy câu này chậm rãi thì tôi nghĩ các bạn nên bỏ câu 10, các bạn đầu tư 9 câu ở trên là các bạn cũng được 9 điểm rồi. Hiểu không? Thì chúng ta đâu cần phải làm câu 10. Câu 10 này bạn nào đặt bút vô thì phải tư duy nhanh. Chứ làm từ từ thì vẫn được, mà chúng ta không có thời gian để chúng ta nghiên cứu kiểu như vậy. Ít mol thì lúc này các bạn quy đổi ra khối lượng đúng không? Thì lúc này m lớn của hàng C3H5OH thì tôi đã nói rồi là 92. Hồi nãy m lớn tôi đã bảo câu ở trên rồi đây. Đây nè, 92 này thấy không? M lớn tôi đã bảo là 92 rồi. Giờ 92 nhân với x, vậy này tôi ghi ra luôn ha. Cái này không phải là mol nữa mà là gam. 92x. Rồi, còn khúc chỗ này á không phải là 3x cao h nữa mà là 3x nhân với m lớn của thằng cao h. Mà lớn cao h thì nếu như các bạn nhẩm ấy, thì các bạn sẽ ra được là 56, còn không thì bấm bấm từ thôi, 39 cộng cho 16 cộng 1 là bằng 56. 56 nhân 7 và đây tất nhiên đơn vị cũng là gam luôn. Rồi các con bỏ toàn khối lượng thôi. Cái này chúng ta có lấy cái giấy xanh cho nó nổi bật nha. Đó là chúng ta có 265,2 cộng cho 56 nhân 3x bằng 288 cộng cho 92x. Bỏ toàn khối lượng. Rồi, rất là hay ứng dụng bảo toàn khối lượng hai lần, còn mấy bài này cũng hay dùng bảo toàn khối lượng nhiều. 265.2 cộng cho 56 nhân 3 ít ha, anh và bằng 288 cộng cho 92 ha, ít. Rồi ít bằng 0,3, rất là đẹp, ít bằng 0,3. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. X bằng 0,3 chỉ mới là số mol thôi, nhưng mà số mol đẹp là một tín hiệu là gì tín hiệu từ vũ trụ bảo là đang làm đúng đấy. Rồi tín hiệu từ đấng tối cao bảo là chúng ta đang làm đúng rồi. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục thôi. Ở đây chúng ta thấy công thức của chất béo, để hỏi chúng ta là công thức chất béo là các bạn phải tìm ra R đúng chưa? Các bạn phải tìm ra R, bỏ những cái không cần thiết đi. Rồi chúng ta tìm ra R. Muốn tìm R thì chúng ta đã có mol này, mà chúng ta đã có khối lượng rồi, chúng ta sẽ có m lớn R, m lớn R COO tất cả 3 lần C3H5 m lớn thì bằng m nhỏ chia mol 265,2 cưa cho 0,3 rồi chưa 0,3 265.2 chia 0.3 m lớn bằng 884, bạn thấy không? 884. Và khi ra mà lớn bằng 884 rồi á thì chúng ta có thể bấm giải tiếp tục R. Đó là bằng cách chúng ta bấm shift son 884 đúng không? Là R là chúng ta đặt là ít đi. Shift son. Các bạn sướng lắm. Hồi xưa chúng tôi thi cử, giáo viên chúng tôi thi cử làm gì có máy tính để shift son như vậy, thì chúng tôi sẽ giải tay. Mà bây giờ có thì chúng ta cứ dùng cho nhanh. Alpha bằng 884. Đây, x bằng 237, tức là suy ra góc G bằng 237. Rồi góc G bằng 237 thì chúng ta cứ lấy dựa trên này, tôi bôi cái phần bảo toàn khối lượng nhìn cho dễ nha. Rồi, góc G bằng 237 con có đi đúng không? Rồi mình nhìn trong đề mình thấy nè, đây chính là góc G tương ứng nè. Thì góc nào bằng 237, đó chính là đáp án. Đây mình tính bấm thử ha. Thì ở đây tôi thấy là có ba chỗ xuất hiện thằng 17, thôi tôi bấm 17 trước nha. C17H31 đi, rồi nó tăng dần lên là biết rồi, 237 đúng không? Là C17H31. C17H31. 235. Yeah. C17H31 là C17H31 là 235 mà cái chúng ta giải cái 237 là trên lệch hai đơn vị, vậy là cộng thêm 2 higo vô. Giờ C17H31 cộng thêm 2 đơn vị vô là C17H33. C17H33 lụm tiền. Rồi có gì không rõ thì chúng ta có thể bình luận bên dưới được không? Ok ha. Rồi, đây là phần bài giảng của tôi dành cho bài chất béo. Rồi ok vậy thôi.